Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Niên Đen. Chúng ta chia sẻ hôm nay mình sẽ gửi tới anh em dự án Milestone Granite. Tham gia dự án Adobe hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn sẽ tiến hành tải ví về và chúng ta sẽ mở ra. Các bạn vào nút Granite. Các bạn sẽ tạo ví chúng ta và nhớ lưu lại các cái từ bảo mật nhé. Các tạo tạo mã bảo mật vân tay này. Rồi tiếp theo các bạn sau khi đã lưu lại mã khôi phục và backup thành công thì các bạn sẽ bật vân tay lên. Hoặc là các bạn có thể không bật cũng được. Ok, chúng ta đồng ý quy định và chúng ta tích vào đây, ấn vào Start Wallet. Bây giờ thì các bạn sẽ có một cái ví tôn Wallet để các bạn có thể quản lý nhé. Đó. Sau khi đã tạo xong ví xong thì các bạn ấn lại link Adobe. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Đây chúng ta ấn lại link Adobe này, nó sẽ ra như này và các bạn vào nút tiếp tục. Thì ở đây các bạn vào nút Collect nhé, chúng ta sẽ ấn vào nút Collect này. Chúng ta sẽ check in để trong các hoạt động ở trên đây. Đấy, mình tìm mãi thì mới ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Join Giveaway ở trên Community Box. Này thì các bạn sẽ ấn vào Join Giveaway. Đây là cái link tab của mình, là mình sẽ copy trước. Ở đây bây giờ mình sẽ ấn vào Join Giveaway ở trên Community Box, nó mở ra. Ta ấn vào Start. Bây giờ các bạn sẽ làm việc ở trong trong đây nhé. Nào quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ, sẽ có các cái test nhiệm vụ để cho anh em làm. Được rất nhiều nhiệm vụ luôn. Giờ chúng ta vào Start with Test. Rồi các bạn nút Next. Next, 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 next. Rồi ok, bây giờ mình vụ follow kênh Telegram channel, là nút join. Rồi các bạn back nạ. Tiếp theo, follow channel group. Ok, rồi xong nhé. Join tiếp vào kênh tiếng Anh. Rồi. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ subscribe Kickstarter. Ok, back nè. Ok, thì mình sẽ mở ra, mình kéo một chút đi xem nào. Như là chưa rồi, ok. Để vài giây. Kết nối với ví Myton Gullis. Rồi, giờ chúng ta nút Connect này, Connect luôn này. Điền cái mã bảo mật chúng ta. Rồi, điền mã xong rồi thì các bạn sẽ tiếp tục. Các bạn mở ra. Rồi các bạn sẽ ấn vào đây và còn continue with test, confirm. Vãi thật. Relax. Rồi được rồi. Rồi mua 5 ton hoặc Bitcoin ở trên Growth Chain thì cái này các bạn sẽ kiếm được 10 XP với Bitcoin hoặc là USDT Growth Chain. Thì cái này các bạn làm cũng được và không làm cũng được, không vấn đề gì cả. Stake 5 ton. Đấy, cái nhiệm vụ này thì các bạn tự làm nhé. Rồi ở đây thì có bonus với Telegram Premium. Thì anh em có thể subscribe kênh Telegram Premium và click here. Chúng ta. Cái này thì dành cho những anh em có tài khoản Premium. Mình hơi sai lầm khi mà làm ở trên cái tài khoản không có Premium. Rồi, Live Myton Wallet chúng ta sẽ mở lên. Cái này thì dễ thôi. Sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ này thì các bạn sẽ có 25 điểm. Rồi, dưới đây chúng ta sẽ follow ở các cái kênh channel sớm chúng ta mở ra. Nhiệm vụ này thì ấn vào thôi, rồi join nhé. Đấy, đây là cái phần Eerie Myton này, nó có chia sẻ với anh ta. Ok. Rồi. Rất tiếc là mình không có Premium nên là mình không nhận được 500 point này. Đấy. Nhưng mà không sao cả. Đó. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về sự kiện ở trên nền tảng Myton Wallet. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn, xin chào tiếp theo.